Ngày hôm nay đi về Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại thành phố Saskatoon mừng lễ Giáng sinh, quay cho mọi người xem nha. Đây để con để ông này lên cho. Để cái ông có lên luôn. Ba vua đầy đủ. Cho 4K quay rõ. Set up 4K. Lên hình sắc nét luôn. Hello, hello, Merry Christmas. Chính nguyện tối hôm nay xin chúng ta giữ chân lên để cùng các em chúng ta bắt đầu dẫn vào trong nghi thức thân lễ đặc biệt trong đêm Giáng sinh hôm nay. Phần chính nguyện này không chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, vì chớ để chúng con xa chưa cam chỗ người. Mỗi lần chúng ta họp nhau lại vào lúc này là mỗi lần chúng ta nhắc nhớ nhau về tình thương vô biên của Thiên Chúa và mời gọi chúng ta sống yêu thương nhau hơn. Đặc biệt đêm nay, đêm mà tình yêu nhỏ. À, lòng ta vui, hoa lá cũng cười. Hạnh phúc biết bao có tình yêu Chúa. Thánh nhân Ngài là ngăn lạc đời ta. Được Thiên Chúa yêu thương, con người chẳng những không đáp trả mà còn phản bội lại tình thương của Ngài. Ngươi nói gì ta không hiểu. Kìa, trái cây hạnh phúc sao không hái mà ăn. Này, không biết thì đừng nói lăng nhăng, ta đâu được làm điều Chúa cấm. Ồ. Anh ơi, anh ơi. Gì thế? Ngon lắm anh ơi. Ồ, mình ăn trái cấm nghịch lời Chúa sao? Nhưng mà lỡ ăn rồi, biết thế nào? Có ngon không? Này, anh cứ ăn, rồi anh sẽ thấy. Bậy, thiệt là bậy, mình bậy quá thôi. Thế là đã ăn xong, mắt sáng ra rồi. Ôi, vì người đàn bà Chúa ban đã hại con mất rồi. Sao ngươi làm vậy? Vì con rắn đã lừa tôi. Đây là lời Chúa phán. Vì ngươi đã làm như thế nên bị trúc dữ giữa muôn tạo vật. Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người. Ngài sẽ đập nát đầu ngươi, còn phần ngươi chỉ còn đến gót chân người. Anh, thế mình là chiều nay tôi sẽ tới để tâm tiến lễ vật lên Chúa Gia Vê. Lần này anh vẫn chưa về. Thôi, một mình ta dâng ngài kẻo trễ. Mày đã xong chưa? Giờ tới phiên tao. Kính mời anh, em đã xong rồi. À, này anh. Đến muộn à?
thì ta đến muộn. Không có xúc phạm đến ngài, không phải ngài chê lễ dân của ăn đâu, nhưng tại ăn chưa đủ lòng thành. Cầm miệng đi, đồ cứng đầu, đứa dạy đời đần độn, ta sẽ giết mày. Ăn cay, ăn làm em sợ quá, em là em của ăn mà. Không anh em gì cả, tao chỉ thấy quanh đây đầy ấy uất hận. Tại sao ra về nhận lễ dân của mày mà không nhận của tao? Chứng đó nên ra lệnh diệt chủng, đàn áp và bắt làm nô lệ. Đi mau lên đồ lười miếng vô dụng, đánh cho chết bây giờ. Lạy Chúa là tổ phụ Abraham chúng con, xin cứu giúp chúng con. Chúng con đau khổ quá nhiều, chúng con nhục nhã quá rồi. Đi mau lên, không có Chúa nào để cứu chúng mày đâu, đồ vô dụng. Để cứu thoát dân ngài, ngài chọn cho họ một thủ lãnh để đưa họ về lại miền đất hứa. Người đó là ông Môsê. Môsê là người được vớt lên khỏi nước. Ông có lòng tôn sợ Thiên Chúa. Ông được Thiên Chúa cứu thoát khỏi bị diệt chủng ở nước Ai Cập, được làm thái tử vua Pharaoh, được giáo dục như một hoàng tử. Nhưng sau đó mà bụi gai không bị tiêu hủy. Ông vội đến xem hiện tượng lạ này. Chúa lên tiếng gọi ông: Môsê, Môsê. Này tôi đây, ai đã gọi tôi? Ngươi chớ lại gần đây, hãy cởi dép ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Môsê, ta là Thiên Chúa của tổ phụ em. Chuyện ngài đến như sau. Vẫn hẳn trông đợi đấng thiên sai, Thiên Chúa vẫn yêu thương, trung tín trong lời ngài đã hứa là ban đấng cứu thế cho nhân loại và tìm cách cứu độ con người. Chính lời hứa này là sự nâng đỡ và là niềm chờ mong và hy vọng cho nhân loại. Vì loài người chúng ta và để cứu độ xứ Galilee tên là Nazareth, đến cùng trinh nữ, một người đết na, đức hạnh và khôn ngoan đã đính hôn với ông Giuse, dòng dõi vương quyền David. Thiên Chúa đã mời gọi trinh nữ ấy tham gia vào chương trình cứu chuộc của người. Kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời chào đó, Maria bối rối và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. Sứ thần liền thưa: Hỡi Maria, xin người đừng sợ, vì người đã được Thiên Chúa yêu thương. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, và bà sẽ đặt tên cho ngài là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Không biết phải đối xử thế nào, hai người hứa giữ đồng trinh cho nhau, sao Maria lại mang thai mà Maria lại là người đoan trang, không thể hiểu được. Giuse định tâm lìa bỏ Maria, kín đáo đi một phương xa. Đang suy tính thì thiên sứ của ngôi hai đến trong giấc mộng tỏ cho Giuse biết ý định của Thiên Chúa. Hỡi Giuse, đừng ngại nhận Maria về làm bạn, vì người con nàng cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Con trẻ sinh ra là đấng cứu thế, ông sẽ đặt tên là Giêsu. Lạy Chúa, con nguyện làm theo thánh ý ngài. Giuse đón nhận Maria về nhà mình, chờ ngày đấng cứu thế sinh ra. Đấng cứu thế là Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngày ấy, Maria đon đã lên đường đi miền sơn cước đến một thành xứ Giuđa, vào nhà Isabe cất tiếng chào rằng: Isabe kính chào chị. Ôi, trong nữ giới chỉ có người là diễm phúc. Đấng chúc tụng thay hoa quả lạc lòng người. Và bởi đâu tôi được thế này, mẹ Chúa đến cùng tôi. Thật có phúc vì đã tin, vì mọi lời Chúa phán sẽ nên tròn cho người. Vừa nghe bấy nhiêu lời, lòng Maria tràn đầy yêu mến, vui trong thánh linh nên hát bài ngợi khen. Spirit soars.
là thành Bethlehem có núi đồi bao bọc. Chiều đã về, hai người cùng lo âu. Maria lên tiếng: Hôm nay mình cho ở đâu? Ở đây có một người bà con cùng họ, ta thử vào xin trọ xem sao. Samuel, Samuel! Chúng tôi về Bethlehem đang sổ bộ, nếu nhà còn chỗ cho nương náu vài hôm. Tưởng là ai? Té là ông đưa xe bà con. Nhưng hai bạn ơi, rủi quá đi thôi. Nhà tôi đã hết chỗ rồi, hay là qua lữ quán, may ra còn chỗ chăng? Hai người lại ra đi, đi trên đường tuyết lạnh với người con chí thánh. Đây quán trọ lữ hành. Chủ quán ơi, thương giúp chúng tôi, đường xa quá mệt mỏi, cho nhờ một đêm thôi. Xin thứ lỗi, hết chỗ rồi, xin vui lòng đi nơi khác. Mẹ ơi, mình còn hai phòng trong khác, sao không cho hai bác đỡ nhờ? Mày là thằng khờ, không thấy họ xác xơ lại còn chuyện sinh nở, thật bất tiện vô cùng. Nay đã thành hiện thực, nhưng nào có ai hay biết để đón nhận. Chỉ có các mục đồng đang ở ngoài trời giữa đêm khuya canh đàn súc vật. Thiên Chúa đã sai thiên thần đến với họ. Hỡi mục đồng, đừng kinh hãi. Này ta báo một tin mừng vĩ đại. Hôm nay, Chúa cứu thế đã giáng trần, xưng tại Bethlehem. Cứ theo dấu này, một trẻ quấn khăn nằm trong máng bò chiên. Anh em ơi, chần chừ gì nữa, mau đến mà xem bên hang đá Bethlehem, việc Thiên Chúa vừa mách bảo. Nào, chúng ta cùng đi. Ngôi lời đã nhập thể, Ngài chính là ánh sáng đã đến giữa nhân loại. Chúng ta cùng dâng dặn Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Kính chúc cộng đoàn có một đêm Giáng sinh an lành thánh đức. Chúng tôi đang chờ đợi, vinh quang sắc son đi thôi, em chờ đợi.